Chào anh em, chào mừng toàn thể anh em đã đến với cửa hàng em Tùng Audio. Đẩy công suất ETCS 800 là một trong những phiên bản đẩy rất chất lượng tại cửa hàng em Tùng Audio, liên tục lên đường phục vụ anh em các bạn. Và đợt này thì bên cửa hàng em tiếp tục về những cái lô hàng mới với những cái mẫu model đẩy công suất khác nhau phục vụ các bạn. Thì vẫn anh em vẫn sẽ lựa chọn những cái phiên bản đẩy công suất hai kênh chơi gia đình, với sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo, bởi vì chúng ta chơi gia đình thì em thấy là anh em sử dụng đến cặp loa nhiều nhất sẽ là 4 quả loa, và đa phần anh em sẽ sử dụng những cặp loa bass 20 hoặc 25. Còn những bác thì sẽ sử dụng phun 30 để hát karaoke gia đình, và dòng đẩy nó có thể đáp ứng nhu cầu của anh em chơi gia đình với công suất vừa phải 700W một cây. Đó chính là dòng đẩy E800, là một trong phiên bản đẩy rất chất lượng, 32 sò nguồn xuyến đồng, hai sản phẩm đẩy chính hãng và đang được rất nhiều quan tâm. Giá thì hơn 3 triệu thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nhận về một con đẩy với chất âm rất sáng sạch và uy lực mạnh mẽ, đánh ra loa nó khỏe tiếng và anh em mình chơi rất là bền loa với những dòng đẩy công suất thì ra. Hiện tại thì thị trường âm thanh có rất nhiều model đẩy, bên cả anh em Tùng cũng vậy, có rất nhiều model để phục vụ anh em. Và cái phiên bản ETCS 800 vẫn là một cái sự lựa chọn mà em thấy là rất hoàn hảo để phục vụ anh em khách hàng trong việc chúng ta chơi âm thanh gia đình. Đấy, và ngày hôm nay em sẽ cùng anh em trải nghiệm tiếp theo dòng đẩy ETCS 800, là một trong những cái model rất là quen thuộc tại cửa hàng em Tùng Audio rồi. Nhưng mà em thấy trong khoảng thời gian vừa qua là anh em mình đặt hàng rất nhiều mẫu sản phẩm đẩy này. Hôm nay thì tiếp tục lên sóng và làm về video clip dòng đẩy công suất, thì là em quyết định lên dòng đẩy ETCS 800 phục vụ các bác. Về thiết kế giao diện hình thức thì chúng ta được nhìn thấy dòng đẩy này. Đấy, là cũng không phải là lần đầu tiên em giới thiệu review cho bác về những dòng đẩy công suất E800 nữa, đúng không ạ? Thiết kế giao diện ở đây là một trong những phiên bản đẩy rất đẹp. Ở thiết kế mặt trước đây các bác nhé, có lớp chắn bảo vệ bên ngoài, công tắc nguồn thiết kế thụt ở phía trong, sử dụng rất là an toàn trong việc nhà trẻ nhỏ. Hai phím chiết áp volume cho anh em tăng giảm âm lượng với kênh A, kênh B. Dòng này thì em cũng đã thông báo rồi là một trong phiên bản đẩy công suất 700W một cây. Thì anh em chơi gia đình thì em nghĩ là chơi 700W thì thoải mái đánh với hai đôi loa rồi. Một đôi 25 cộng một đôi 20, anh em chơi thể chơi loa 30 cộng với 20 đều được cả với dòng đẩy ETCS 800. Đấy, và khỏe nhất thì anh em cứ đánh một đôi 30 côn 76 hoặc một đôi 40 côn 100 cho em là rất là ok với dòng đẩy ETCS 800 này. Nguồn xuyến đồng. Đấy, và 32 sò nên anh em mình chơi nó rất là bền loa và rất là khỏe tiếng. Dòng này thì sử dụng đầy đủ các chiếu đánh Sitel Manel Brai, có đầy đủ cả. Em quay một chút về thiết kế phía mặt sau cho các anh em tham khảo nhé. Đây là thiết kế phía mặt sau đến từ dòng đẩy ETCS 800 chúng bạn. Hai quạt gió làm mát này, các cái đường cộng Calentina cho anh em ghép đồ các thiết bị, các bác có thể kết nối với âm ni thêm vào cục đẩy công suất. Đấy, tức là chúng ta sử dụng âm ni làm vang cũng được này, hay chúng ta sử dụng kết nối để thêm công suất với âm ni cũng được này, ghép nối thêm đẩy nữa, hoặc là ghép nối với vang đẩy liền vang loa kéo mixer luôn. Nói chung là các bác có thể ghép nối được hầu hết thiết bị âm thanh. Của rất nhiều bác hỏi em là đẩy công suất có thể ghép được với âm ni hay không, thì thưa các bác là ghép thoải mái các nhé, vì nó có cái đường link và có thể link sang cái cục đẩy công suất khác, và có thể link sang âm ni, hoặc thậm chí ghép cái âm ni để chúng ta sử dụng âm ni làm chức vang cũng được, không có vấn đề gì cả. Đây, các bác anh em có thể yên tâm là sử dụng đẩy công suất, cứ các kết nối đường in out ra ghép đúng quy trình cho em, cứ in vào out các thiết bị nào được. Đấy, và dòng này thì sử dụng các cái đường cổng kết nối loa, là có thể sử dụng đường dây rắc truyền thống, đường dây đỏ đen, hoặc là đường dây rắc hiện đại lưu trích. Đấy, sử dụng đường cổng Cochi cho anh em sử dụng. Khi ra bật công tắc lên thì dơ len nó sẽ kêu, và chúng ta sẽ sử dụng đẩy công suất bình thường khi mà dơ len kêu xong. Và đây là dây rắc cắm nguồn nhé, cũng rất là to đúng không ạ, đảm bảo độ tải lớn, anh em có thể yên tâm cho việc chúng ta chơi gia đình đen bỉ và rất là khỏe loa. Với những cái anh em mà chơi đẩy công suất thì các bác biết rằng là âm thanh ra loa nó rất là khỏe tiếng, thật sự nó rất là lực tiếng. Và chúng ta chơi nhiều bác thì vẫn có hiểu sai về cái định nghĩa của đẩy công suất, nên là nhiều bác thì mua đẩy công suất nó chơi nó không được ổn định. Nên nhiều bác là có hỏi em là thế, ví dụ như là loa của anh là loa tầm loa 20 thôi, với cái quả loa công suất nó chỉ đạt 150W thôi cho đến 250W thôi, thế liệu chơi đẩy ETCS 800 có cháy loa hay không? Thì thưa các bác anh em, chúng ta chơi thoải mái không vấn đề gì cả, chúng ta chơi đẩy công suất thì các bác phải hiểu rằng là cái công suất của đẩy ấy thì chắc chắn nó phải lớn rồi, và nó sẽ phải lớn hơn loa, thì chúng ta đẩy âm thanh ra loa nó phát huy công dụng tối đa. Nhưng mà chúng ta chơi thì có trường hợp là anh em chơi với loa nhỏ nó bị cháy, nhưng cái trường hợp đó xảy ra là sao? Khi chúng ta sử dụng bật công suất quá lớn, thế là dẫn hiện tượng là bị cháy loa. Đấy, thế là anh em mình nhiều bác hiểu nhầm loa chơi đẩy công suất, nhiều bác là thấy là loa của mình bé nên là không nên chơi đẩy công suất. Nhiều bác là nghĩ như vậy, nhưng mà sai, đấy là cái cách nghĩ sai lầm của anh em. Của chúng ta chơi đẩy công suất thì không phải lo về công suất nữa, chúng ta chơi đẩy công suất thì đẩy nó sẽ có cái công suất lớn hơn loa, chắc chắn là như vậy rồi. Và chúng ta sẽ để ý với em trở kháng của loa một chút. Đấy, và khi chúng ta chơi đẩy ấy, thì các bạn làm sao cho cái công suất nó vừa với loa. Anh em mình có thể vặn mắc công suất ở trên đẩy. Đấy, rất nhiều bác có tham khảo rồi, anh em thợ họ cũng đã review rất nhiều cái trường hợp này rồi, loa có thể vặn mất mắc công suất ở trên đẩy, nhưng đồng thời các bác phải giới hạn âm thanh ở trên vang
hoặc ở trên các thiết bị chúng ta lấy tín hiệu nhạc vào, ví dụ ở âm đi hoặc là ở vang chúng ta vặn nhỏ âm thanh của vang thôi đấy, bởi vì chúng ta đã cho công suất lên tối đa rồi. Hoặc nếu như các bác vặn công suất lên vừa phải đấy, khoảng tầm 12 giờ 1 giờ chẳng hạn, thì chúng ta lại có thể cho âm thanh ở trên vang lớn hơn đấy, chúng ta sẽ giới hạn ở trên đẩy hoặc ở trên vang cho em để chúng ta chơi thoải mái mà không sợ hiện tượng là cháy loa, kể cả là loa nhỏ đến thế nào cho nữa. Bác lưu ý cho em nhé, đấy là cách anh em có thể chơi loa với những mẫu đẩy công suất. Và ngày hôm nay thì bên em Tùng Audio tiếp tục lên sóng đẩy ETC S800 và ngay bây giờ được với anh em trải nghiệm chất âm của dòng đẩy ETC S800 cho các anh em cùng cảm nhận âm thanh của dòng đẩy này nhá. Đã được nghe và trải nghiệm âm thanh của mẫu đẩy công suất ETC 800 thì các bác thấy thế nào với chất âm đánh ra những cặp loa thì là RCF bên em ạ. Cặp loa 30 em sử dụng đánh với đẩy ETC 800 nhé, bác thấy thế nào, âm thanh ra khỏe khoắn đúng không ạ, sáng sạch lục. Khi chúng ta chơi đẩy công suất thì đương nhiên cái chất âm của đẩy ra nó cũng đã khỏe rồi, nên là loa sẽ phát huy công dụng tối đa, chúng ta nghe được chất âm rất là khỏe khoắn, nghe tiếng nhạc sôi động. Và khi chúng ta chơi đẩy công suất thì thật sự là nó sẽ rất là đẩy loa. Đây là một trong những sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo nếu như các bác đang cần mua đẩy công suất, chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo ngay đến từ dòng đẩy ETC 800, một trong những model đẩy mà đang được rất nhiều anh em quan tâm lựa chọn đặt hàng từ cửa hàng em Tùng Audio. Đẩy ETC 800 7 cho các bác một cây, hàng chính hãng bảo hành đầy đủ cho các bác, hơn 3 triệu đồng thôi, tầm giá rất phù hợp để phục vụ anh em khách hàng mua đẩy công suất thôi. Nếu như các bác đang có nhu cầu cần mua đẩy ETC 800, các bác thể liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio theo số điện thoại 0979629336 đặt hàng sở hữu cho mình dòng đẩy ETC S800 với mức giá khuyến mại vô cùng hấp dẫn. Các bác có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới nhá. Xin chào các bác.